chúng ta tập trung để thi, còn các bạn là không đi được, các bạn không thi nặng. Thì tôi thấy là nhiều lúc thăm hỏi mấy gia đình ốm đau thì tôi thấy toàn các lớp, đặc biệt là tôi rồi đồng chí một hai đồng chí nữa thôi. Với đồng chí nào đi đồng chí đấy không? Thì đây cũng tiện lắm. Thì đề nghị các đồng chí là các bạn trong lớp để chúng ta khi có bạn các bạn ốm đau thì cố gắng các bạn sắp xếp thời gian đến động viên thăm hỏi. Hiện nay thì trong hội lớp chúng ta đây là có mẹ đồng chí Mừng đang mổ ở tại bệnh viện E. Thế thì cũng báo cáo các bạn các trong lớp biết được. Cái này thì hôm trước đã trao đổi với đồng chí Hương rồi. Thì cái đồng Hương sẽ chủ động thay mặt cho lớp để các bạn bên đấy để thay đổi mọi chúc cho mẹ bạn Mừng. Còn tất cả các bạn gia đình ốm đau mà theo quy chế chúng ta huyện mà các bạn không thông tin thì sau họp lớp như này ấy, thì phải nhắc các bạn, còn thậm chí là còn phải không có trách nhiệm mời người lớp đúng không? Quy chế đưa ra là các bạn là phải lưu quy chế chúng ta đưa ra là gì? Khi bố mẹ ốm đau là phải thông tin cho ban cán sự lớp để ban cán sự lớp mới biết được. Chứ bây giờ các bạn mà không thông tin thì chịu cũng biết được. Thì nhất là nhiều tất nhiên là chúng ta không phải là mang cái cá nhân ở đây. Thế nhưng mà chúng ta phải vì tập thể một chút, tất cả vì tập thể một chút thì chúng ta phải thành công. Cái lớp chúng ta mới duy trì lâu được. Và các bạn như thế để các bạn biết kinh nghiệm một số lúc như thế. Tôi có ý kiến bổ sung.